Lôi Tết Tuấn Ông xin kính chào quý khách. Hiện tại thì đang là buổi chiều tối của ngày 24 tháng 12 năm 2021. Cơ sở bên em vừa sản xuất cũng như là lắp ráp xong một chiếc đồng hồ tứ trụ vát cột hạt để bàn giao cho nhà anh Linh ở tỉnh Thanh Hóa các bác nhé. Anh Linh thì cũng đã sau khi đã tham khảo các kênh YouTube cũng như là Facebook ở cơ sở bên em thì anh đã quyết định gọi điện và đặt cơ sở bên em chiếc đồng hồ tứ trụ 2m3, rộng là 95 phân và được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên. Lắp là lắp phụ kiện bằng đồng các bác nhé. Thì trong buổi tối nay em sẽ chuẩn bị hàng để xếp lên xe, ngày mai sẽ bàn giao đến cho nhà anh. Thì trước khi công tác bàn lên xe thì em cũng xin quay lại một vài phút video để gửi đến gia đình nhà anh cũng như là các cô chú bác trên cả nước đang quan tâm đến mẫu đồng hồ tứ trụ vát cột hạt bên em kiểu dáng mới năm 2021. Biết đến mẫu này và nếu muốn đặt hàng thì có thể đặt hàng tại xưởng bên em mọi người nhé. Giá bên em thì giá tại xưởng nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây là xưởng của nhà em. Không giống như là các cái cửa hàng ở bên ngoài. Nếu mà các bác mua các cửa hàng ngoài hay các đại lý ngoài thì chắc chắn nó sẽ cao hơn và đắt hơn bên em rất chi là nhiều. Dòng này là dòng tứ trụ vát cột hạt, bên em lắp phụ kiện bằng đồng. Em đang bán ra thị trường đang bán là 12.800.000 các bác nhá. 12.800.000 lúc lắp phụ kiện bằng đồng nguyên chất. Bên em miễn phí vận chuyển là 50 km các bác nhá, đồng nguyên chất. Còn nếu mà các bác muốn lắp phụ kiện bằng nhôm như bên này, quyền bằng nhôm thì nó sẽ rẻ hơn là 1.200.000 các bác nhá. Các bác có thể lắp một trong hai phụ kiện. Tuy nhiên thì lắp phụ kiện bằng đồng nó sẽ đẹp hơn và sang trọng hơn. Chúng ta bỏ ra thêm khoảng hơn 1.000.000 chúng ta được một cây rất là đẹp các bác nhá. Ở dòng này bên em làm theo kiểu dáng thiết kế to cao giống như là con 2m7 các bác nhá. Kích thước là 2m3, tuy nhiên là kiểu dáng thiết kế là dòng 2m7 với cột bên em chặt hạt đây, cột chặt hạt rất là đẹp và có trên đỉnh là những họa tiết của cổ điển giống như là ở trong các cái tòa lâu đài, những cái tòa nhà cổ điển họ hay làm những cái họa tiết này, đẹp hơn và sang trọng hơn mọi người nhé. Trụ đây em đục họa tiết rất là nổi mọi người nhé. Hàng là hàng gỗ hương nguyên tấm, tất cả vách hồi em làm gỗ hương nguyên tấm và ràng tuyển chọn vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng mọi người nhé. Hàng sờ rất chi là mát tay và mượt khi mà các bác nhận được hàng. Hàng bên em sơn PU7 bóng mờ chống xước, lớp cuối 7 lớp sơn mọi người nhá, rất chi là đẹp. Dòng này thì cao trên đỉnh là tận 2m3 các bác nhá, cao trên đỉnh 2m3 và ngay phía trên đỉnh là cái mặt quỷ của nó. Ở phía dưới là phần vòm bên em làm vòm phần hình bán nguyệt, đẹp và nổi hơn. Nhiều các bác rất yêu thích cái mẫu vòm này. Và phía dưới có thêm cả đục chạm trổ đây. Nhiều là cơ sở họ chỉ làm phần nhẵn ở đây thôi. Đấy, đục không có phần đục này nó sẽ xấu hơn. Mặt bên em là mặt tròn và lắp phụ kiện bằng đồng. Mặt phụ kiện bằng đồng mọi người nhé. Ở phía bên trong thì các bác có thể mở được ra như thế này. Đây là phụ kiện kính mặt trên bằng đồng. Và lắp bên trong là lắp máy Sunny Hàn Quốc các bác nhé. Lắp máy Sunny Hàn Quốc bảo hành máy 1 đổi 1 trong 3 năm. Các bác dùng hoàn toàn yên tâm máy này. Phía dưới là kính và có quả lắc cũng như là 3 quả tạ. Là bằng đồng nguyên chất các bác nhé, đồng nguyên chất. Phía dưới em chạm trổ họa tiết hoa lá cũng rất là đẹp. Đây là họa tiết bông lúa mọi người nhé. Và có cánh cửa để các bác có thể mở ra mở vào được. Phía bên trong cũng toàn bằng chất liệu gỗ hương các bác nhé. Các bác nhìn vân gỗ hương hoàn toàn là tuyệt vời luôn. Rất là đẹp tuyệt vời. Đấy, với giá là 12.800.000 các bác sở hữu được mẫu đồng hồ này rồi. Với cái phần chân bệ này, chân bệ em đục chạm trổ rất nhiều tầng chỉ các bác nhé. Rất nhiều tầng chỉ. Anh đã tham khảo rất nhiều các cơ sở rồi và anh đã quyết định đặt hàng bên em. Hàng bên em thì đảm bảo cho anh hàng chất lượng này, đục chạm trổ rất chi đẹp mọi người nhá. Rất chi đẹp. Đây, tầng chỉ phía dưới đây. Bác có thể nhìn thấy hàng full rất là đẹp. Hàng này full là màu cánh gián mọi người nhá. Màu cánh gián này sẽ phù hợp với tất cả các phòng khách không gian hiện đại bây giờ. Kể cả các dòng tủ hay là bộ bàn ghế thì các cơ sở khác họ cũng sẽ full màu như thế này. Thì bên em làm những loại đồng hồ hay tủ rượu cũng phun màu này để làm sao cho nó độc nhất, đồng nhất với cái bộ bàn ghế cũng như là kệ tivi của nhà phòng khách nhà các bác nhé. Với giá là 12.800.000, bên em miễn phí vận chuyển là 50 km. Các bác ở tỉnh xa thì bên em chỉ thu thêm một ít tiền xăng dầu mà thôi. Các bác có nhu cầu mua sắm những cái dòng đồng hồ tứ trụ vát cột hạt cao 2m3, rộng 95 phân, có thể liên hệ trực tiếp với xưởng bên em mọi người nhé. Xưởng bên em là tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Rất cảm ơn gia đình nhà anh Linh cũng đã tin tưởng đặt hàng bên em. Chúc gia đình nhà anh nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.